Chào các bạn, cận thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bé lớp 9 luyện thi vào 10. Và tài liệu mà cô Trang Anh sử dụng trong buổi học livestream đây là cuốn 40 đề luyện thi vào lớp 10. Và thân mến, cô Trang Anh có thông báo lịch livestream cả tuần này vào buổi tối hôm qua rồi. Và hôm nay theo lịch thì chúng ta sẽ chữa đề số 3 trong cái cuốn này. Trong cuốn này của chúng ta có 40 đề, trong đó từ đề 1 đến đề 21 là theo form trắc nghiệm hoàn toàn. Và đề số 3 mà hôm nay cô Trang Anh dự định chữa cho các bạn là đề thi vào 10 mô phỏng theo form đề thi của Sở Bắc Ninh. Bạn thân mến, nhờ Sở Bắc Ninh là một trong số ít những sở nhờ trong cả nước mà tổ chức thi vào 10 là có phần nghe đấy nhá. Và ở trong cái cuốn này thì cô cho anh cũng mô phỏng theo cái form đề thi vào 10 của Sở Bắc Ninh là cô cũng sẽ có cái phần nghe này. Với cái phần nghe này thì cô cho anh sẽ không chữa trong cái buổi học livestream này. Nhờ mà các bạn nhớ là các bạn sẽ kích hoạt ID sách, chờ bạn tra ID đề này. Rồi sau đó bạn vào thì bạn nhớ là với cái ID đề tra được thì môn có mở thi online. Chợ vậy thì các bạn có thể là dành thời gian để mà làm cái bài thi online này để xem là với một cái form đề mà mô phỏng nhận chuẩn form như đề thi của năm trước thì các bạn được bao nhiêu điểm nhá. Chợ với cái phạm trù nghe này thì bạn nhớ cho cô như sau, đó là chợ các bạn sẽ phải làm sao đây ạ? Các bạn sẽ dành thời gian đọc qua câu hỏi trước. Rồi sau đó các bạn sẽ bật cái băng lên để nghe. Chợ nghe xong thì bạn chọn đáp án, chọn đáp án xong thì bạn sẽ check đáp án. Chợ check đáp án thì ở trong cái phần này có cả cái phần transcript nữa, thì bạn có thể theo dõi cả cái phần transcript để mà hiểu hơn về cái nội dung của bài nghe luyện nghe lại một nữa. Thế còn thực ra thì cái cuốn này của chúng ta là cái cuốn đề nên là cô cho anh soạn mô phỏng thôi, nên là sợ nào mà có nghe thì cô cho anh mới đưa vào chứ không đưa một cái phần nghe riêng. Thế còn nếu bạn nào mà muốn luyện nghe thì các bạn có thể tham khảo cái khóa luyện giải đề thi vào 10 của cô cho anh. Thế trong cái khóa luyện giải đề thi vào 10 của cô cho anh đấy thì cô có hẳn một cái khóa nghe trong cái khóa luyện giải đề đấy nhá. Và cái mức độ của cái đề thi nghe của đề thi vào 10 thì cô đánh giá nó chỉ mức độ tầm A2, B1, cùng lắm là B2 thôi. Nó rất là đơn giản. Nói chung là nó cũng xem như cái phần nghe trên lớp của em thôi, không có gì khó cả. Vậy là thống nhất là từ câu số 1 tới câu số 10 phần nghe này các bạn luyện nghe ở trên môn, check đáp án trên môn nhé. Bây giờ cô sẽ chữa cái phần số 2 này. Ok, cận thân mến, trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Nào các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học. Mục tiêu của cô hôm nay là hỗ trợ các bạn chữa hết đề số 3 này. Dạ, xong sớm nghỉ sớm, xong muộn nghỉ muộn. Ok không ạ? Đấy nhá. Và cái phong cách làm việc của cô trai anh đó là rất là nghiêm túc. Trong cái quá trình mà cô trai anh chữa bài thì cô trai anh sẽ tập trung cao độ, không nói chuyện riêng. Ok không ạ? Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn đặt câu hỏi, cô trai anh sẽ giải đáp qua comment cho các bạn. Ok, sẵn sàng chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học này của mình luôn này. Hôm nay các bạn mà nghe là các bạn sẽ thấy giọng của cô trai anh nó bị như kiểu bị ngạt mũi, đúng không ạ? Không phải là như kiểu đâu mà là cô trai anh đang bị viêm họng. Nhớ. Cô cũng không biết được là đến ngày mai, ngày kia thì sau khi uống thuốc xong liệu nó có đỡ hơn không. Nhớ. Nhưng mà nếu như các bạn chấp nhận cái giọng này của cô trai thì cô trai sẽ vẫn cố gắng duy trì đủ 3 buổi livestream tuần này. Tuần này cô trai tăng cái buổi livestream lên, kể cả cho anh chị lớp 12 cũng tăng, mà học sinh lớp 10, 9 lớp 10 cũng tăng. Nhớ. Tuần này với học sinh 9 lớp 10 cô trai hỗ trợ 3 buổi livestream là thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Trong đó thứ 3 với thứ 5 là chữa đề và thứ 7 là tổng ôn. Nhớ. Tổng ôn thì cô trai sẽ dùng cái tài liệu là cái cuốn tổng ôn kiến thức, cái cuốn là trọng tâm kiến thức luyện thi vào lớp 10, được không ạ? Rồi, sẵn sàng chưa? Nếu chúng ta sẽ đến với một bài đọc hiểu. Và bạn thân mến, với cái dạng bài tập đọc hiểu như này thì có rất là nhiều bạn. Các bạn ấy dành thời gian đọc hết cái đoạn văn này, sau bạn mới trả lời câu hỏi. Chợ với cái cách đó chỉ áp dụng được với những cái bạn mà các bạn ấy có vốn từ tốt, các bạn đọc lướt bạn có thể hiểu được, đọc lướt trong một thời gian ngắn bạn có thể hiểu được. Thế còn với những cái bạn mà vốn từ ít, đúng không ạ? Mà cái việc mà đâm sầm và đọc một cái bài đọc như này, thứ nhất là gặp từ mới là sẽ hoang mang, đọc mãi chả hiểu, mất thời gian. Chưa kể là có khi đọc xong còn chẳng tóm được nội dung của bài. Nên là với học sinh của cô trai thì cô trai vẫn khuyến khích các bạn làm theo cái cách sau. Là bạn chỉ dành thời gian đọc một cái phần thông tin đầu tiên cho đoạn văn thôi, để xem chủ đề văn là gì. Đấy nhá, ví dụ như này. Với cái câu số 1 này mà cô đọc xong câu số 1 đấy, chắc chắn là cô sẽ làm được một cái câu có liên quan đến. Bởi vì sao? Vì chắc chắn là ở trong bài của chúng ta nó sẽ có một cái câu hỏi, người ta hỏi cái cụm này có nghĩa là gì. Vậy là chúng ta sẽ làm theo kiểu là một công đôi việc, đúng không ạ? Đấy nhá. Thế bây giờ cô sẽ làm cái câu đấy trước này. Cô làm cái câu số 13 trước. Câu số 13, người ta muốn hỏi em cái từ phrase, từ này nghĩa là cụm, đúng không ạ? Cái cụm từ. Chợ với cái cụm từ step in ở trong đoạn văn, ở trong cái câu thứ nhất này gần nghĩa với từ gì bây giờ? Giờ chúng ta sẽ xét các phương án cho cô nhé. Bây giờ em xét cho cô các phương án đã. Vậy thì em sẽ thấy rằng là
Dù em có làm theo phương pháp nào đi chăng nữa, đúng không? Thì em vẫn phải có từ vựng. Nhờ, đấy là lý do mà cô trai anh vẫn giải đáp cho các bạn học sinh hỏi là em rất là sợ đọc hiểu, bây giờ em phải làm như nào. Thì bạn nhớ cho cô là em muốn làm tốt đọc hiểu thì em phải có vốn từ trước. Thì nhá, từ vựng và đọc hiểu nó có mối liên hệ qua lại với nhau, mối quan hệ tương hỗ với nhau. Ở chợ chúng ta bao giờ cũng sẽ là học từ vựng để làm tốt đọc hiểu và làm đọc hiểu để củng cố vốn từ. Đấy là lý do mà cái khóa từ vựng đọc hiểu của cô trai anh là áp dụng theo cái phương pháp là từ vựng bổ trợ đọc hiểu, nhờ, và đọc hiểu thì lại củng cố vốn từ. Nhờ, bây giờ cô sẽ thấy như sau, chúng ta có ý a. Chúng ta có cái cụm, cô có cụm từ incline to nghĩa là gì? Chợ với cái động từ. Sorry, với cái tính từ đó là từ, với từ inclined, từ này của chúng ta có nghĩa là có xu hướng, có thiên hướng. Chợ nó sẽ bằng với anh là wanting, bằng cái anh là wanting to do something. Chợ muốn làm gì, có xu hướng muốn làm gì nhá. Rồi ý B cô với từ surrounded. Surrounded by nghĩa là gì? Được bao quanh bởi. Thế còn với cái anh ý C của chúng ta thì sao? Chợ ý C cô có với cái động từ sau này. Với từ influenced, từ này nghĩa là bị ảnh hưởng bởi. Chợ thế còn với cái anh ý D của chúng ta thì sao? Chợ cô cho anh nhắc nghĩa như này thì các bạn chịu khó ghi nghĩa ra nhé. Chợ cô có ý D của chúng ta với từ saturated with, nghĩa là bão hòa với. Yeah. Rồi vậy thì bây giờ em sẽ set cho cô cái ngữ cảnh của cái câu mà có cụm đó. Em xem cho cô này. Chợ dịch là Việt Nam, một country, một đất nước. Yeah. Mà làm sao với history and culture? Thì cô có từ history là lịch sử và culture là văn hóa, đúng không ạ? Đã underground, nhờ cô có từ underground trải qua, remarkable là đáng kể. Chứ là transformation nghĩa là sự chuyển đổi, sự chuyển dịch, sự chuyển mình, đúng không ạ? Đấy nhá, vậy thì bạn sẽ thấy rằng là nếu như mà em làm từ vựng, em làm đọc hiểu theo cái phương pháp của cô Trang Anh này, thì trong cái quá trình em làm đọc hiểu, em lại củng cố được rất là nhiều từ vựng. Nhờ, cụ thể như sau. Cứ có từ transformation nghĩa là sự chuyển đổi, sự biến đổi, sự chuyển mình, đúng không ạ? Cứ có từ remark, remarkable nghĩa là đáng kể. Cô có cái động từ undergo, undergone nghĩa là trải qua, đúng không ạ? History, lịch sử, culture, văn hóa. Cho over the years, trong nhiều năm qua. Vậy thì cô sẽ dịch là Việt Nam một đất nước mà cho lịch sử và văn hóa. Vậy thì mình nếu mình biết cụm đó thì mình có thể xét vào, đúng không ạ? Ý là cô là có thiên hướng. Ý B là được bao quanh bởi. Cho ý C cô là ảnh hưởng bởi. Vậy đây là bão hòa với. Vậy thì đây cô sẽ dịch là Việt Nam một đất nước mà làm sao có bề dày lịch sử và văn hóa. Đã trải qua cái sự biến đổi đáng kể trong những năm qua. Về từ cái ngữ cảnh của cái câu này nhờ, thì cô sẽ suy ra cái cụm từ. Với cụm từ step in, nhờ cụm từ này của chúng ta có nghĩa là hoàn toàn bao trọn cái gì nhá. Hoàn toàn bao trọn cái gì? Hoàn toàn bao trọn với lịch sử văn hóa. Vậy có nghĩa là có bề dày lịch sử văn hóa. Cô dịch thoát ra. Vậy được bao trọn bởi cái gì? Thì cô sẽ chọn được đáp án của câu 13 là ý B nhờ. Rồi, xong câu số 13. Bây giờ cô sẽ dịch tiếp nhé. Dịch tiếp cái đoạn văn thứ nhất này của chúng ta để xem là chủ đề của đoạn văn là gì. Được không ạ? Rồi, tiếp này. Cô sẽ có từ once là một khi đã từng. Yeah. Rồi, tiếp này cô có với cái từ sau. Nhờ với từ by war, bởi chiến tranh. Thì ở phía trước cô có cái từ sau, đó chính là từ với từ scarred, nghĩa là gì? Nghĩa là bị thương, bị vết thương, để lại sẹo, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ dịch là từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh. Chứ là dân tộc này, the nation, dân tộc này, đã, làm sao bây giờ, làm sao stand as a thriving example of. Chứ là dân tộc này bây giờ đã là một tấm gương chứ là về cái khả năng phục hồi và phát triển. Chứ là trong quá khứ, Việt Nam làm sao đây ạ? Trong quá khứ, Việt Nam đã từng bị chia cắt bởi conflict, bởi xung đột, yeah, particularly, đặc biệt là during, trong suốt chiến tranh Việt Nam. Thì chiến tranh đã để lại một cái impact, một cái tác động làm sao lasting, sâu rộng. Là chiến tranh đã để lại một cái tác động lâu dài cho đất nước này. Thì nó làm sao để ảnh hưởng tới gì? Affecting, ảnh hưởng tới kinh tế, đúng không ạ? Tới infrastructure, cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên thì chiến tranh Việt Nam phải dịch là tuy nhiên thì cái thời kỳ hậu chiến, cô có từ post, chợ cái từ war dịch là hậu chiến, cô có từ period là giai đoạn, phải dịch là tuy nhiên cái thời kỳ hậu chiến của Việt Nam đã mark, đánh dấu một cái turning point, cô có a turning point, đây là một cụm, đúng không ạ? Đã đánh dấu một cái bước ngoặt, chính phủ Việt Nam đã làm ra đấy, đã thực hiện những cái economic reforms, cải cách kinh tế, thực hiện những cái cải cách kinh tế này, chuyển đổi kinh tế từ cái nền kinh tế tập trung sang cái nền kinh tế thị trường, định hướng sang nền kinh tế hướng thị trường. Chứ cái sự chuyển dịch này đã dẫn tới cái sự phát triển tăng vọt, đúng không ạ?
của kinh tế. Vậy làm sao attracting, thu hút những cái, câu có từ invest, investment là những cái khoản đầu tư nước ngoài và thúc đẩy thương mại quốc tế. Vậy thì cô sẽ thấy được là đọc xong cái đoạn văn số 1 này, em có thể làm được câu số 11 không? Câu 11 người ta hỏi là title, tiêu đề phù hợp cho đoạn văn này là gì? Vậy bạn sẽ, em nhớ cho cô là với cái dạng câu hỏi về tiêu đề của đoạn văn này, cái câu này em lên để cuối, sau khi em trả lời tất cả câu hỏi khác em sẽ hiểu nội dung đoạn bài thì em sẽ làm câu này chính xác hơn. Như là với cái bài này của chúng ta đọc đoạn văn số 1 thì mình mới thấy là người ta đang kể về lịch sử, đúng không ạ? Người ta đang kể về cái lịch sử của Việt Nam chuyển mình từ thời kỳ trước chiến tranh đến thời kỳ hậu chiến và bây giờ. Vậy thì em để câu 11 lại làm cho cô câu số 12 trước. Chuyện với cái câu số 12, bây giờ phải đọc kỹ cho cô cái câu hỏi. Sau đó em sẽ gạch cho cô từ khóa để từ đó em xác định được câu trả lời. Nhớ định vị thông tin cho bài, tìm ra câu trả lời. Rồi cô có từ which là cái nào? Chuyện trong những câu dưới đây, is supported, được làm sao hỗ trợ? Nhớ gì là cái nào trong những cái câu dưới đây được đoạn văn làm sao supported, hỗ trợ? Để xem với cô này, ý là cô đó là nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc nặng nề vào nông nghiệp. Vậy xem cho cô xem là ở trong bài của chúng ta xem là nền kinh tế Việt Nam của chúng ta có phải phụ thuộc nặng nề vào công nghiệp và nông nghiệp hay không. Vậy xem cho cô nhé. Ở trong cái đoạn 1 mà mình vừa dịch ấy, thì mình thấy là nó không có đề cập gì đến nông nghiệp cả. Rồi em xem cho cô này, ở cái đoạn văn số 2 thì em sẽ thấy có cái từ sau này. Vậy em sẽ thấy được là ở trong cái câu này của chúng ta em học được một cái từ vựng, không những học được từ vựng mà còn học được cả bộ từ của nó, được không ạ? Rồi cô có với cái từ sau, đó chính là từ với từ agriculture, nghĩa là nông nghiệp. Thì ở trong bài cô có từ agriculture, với trong bài cô có từ agriculture, nghĩa là thuộc về nông nghiệp. Thế nhá. Vậy là em sẽ đọc cho cô cái phần thông tin chỗ này để xem là cái nhận định nói rằng là nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc nặng nề vào nông nghiệp có đúng không? Nhờ bạn xem cho cô xem này. Cô sẽ có là the countryside, dịch là vùng nông thôn, đúng không ạ? Remain, vẫn làm sao? Cô có từ picture là bức tranh. Chứ bây giờ bạn sẽ thấy được là cái từ này của cô nó sẽ đổi thành tính từ. Bạn đã biết tính từ của từ này nghĩa là gì? Bạn đã biết tính từ là gì? Như cô có như sau. Với từ picturesque, từ đấy của chúng ta có nghĩa là đẹp như tranh. Về dịch là vùng nông thôn thì vẫn đẹp như tranh. Với những cái, với những cái cánh đồng lúa ruộng bậc thang này, và những cái ngôi làng truyền thống mà thể hiện cái cội nguồn về gì ạ, cội nguồn nông nghiệp của dân tộc. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là như vậy thì ở trong bài này người ta không hề nói rằng là nền kinh tế Việt Nam chỉ phụ thuộc chủ yếu, vẫn chủ yếu phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Đây là cái anh ý A của cô không đúng. Rồi tiếp nhá, xét cho cô đến cái anh ý B, mình cứ xét là lượt như vậy, đúng không ạ? Rồi với cái anh ý B của chúng ta thì sao? Cho ý B thì em sẽ thấy có từ sau đấy, cô có từ tourism nghĩa là du lịch, đúng không ạ? Rồi cô có từ industry, từ này của chúng ta nghĩa là công nghiệp, ngoài nghĩa là công nghiệp ra nó nghĩa là ngành nữa. Vậy đây cô sẽ dịch là ngành du lịch của Việt Nam. Chúng ta có cái cụm từ là focus on, nghĩa là chú trọng vào. Ngành du lịch của Việt Nam tập trung vào vẻ đẹp tự nhiên. Vậy em sẽ tìm cho cô trong bài xem là có chỗ nào người ta đề cập tới du lịch của Việt Nam hay không. Chứ đoạn văn 1 thì không thấy đề cập tới, đúng không? Đoạn văn số 2 em đọc lướt cho cô xem là có chỗ nào người ta đề cập đến từ tourism, đúng không? Thì em sẽ dừng lại cho cô ở đấy. Bạn sẽ thấy như sau này. Đây, em nhìn thấy có từ tourism, đọc cho cô phần thông tin chỗ này xem là cái anh ý đề của chúng ta có đúng không. Chúng ta có cái cụm từ là play a significant role in something, đóng vai trò, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Được dịch là du lịch có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cái bản sắc của Việt Nam đương thời. Cô có từ identity, từ đây của chúng ta có nghĩa là bản sắc, đúng không ạ? Rồi, cô có, vậy thì bạn sẽ thấy rằng là trong cái bài này của chúng ta có rất là nhiều từ vựng để cho các bạn có thể học. Cô có với cái từ tiếp theo, tiện thể cô cho anh sẽ mở rộng từ vựng ra cho em này. Cô có với cái tính từ đó là từ, với từ contemporary, từ này nghĩa là đương thời, đương đại. Vậy thì cô sẽ dịch hoàn chỉnh câu này của chúng ta như sau. Cô sẽ dịch hoàn chỉnh câu này của chúng ta sẽ dịch là du lịch đóng một vai trò quan trọng trong cái bản sắc identity, từ này của chúng ta nghĩa là bản sắc. Bản sắc đương đại của Việt Nam, di sản phong phú, cứ có từ heritage, nghĩa là di sản, rich là giàu có, thì cũng không dịch là giàu có, dịch là phong phú. Di sản vong phong phú của đất nước này bao gồm cả những cái di sản mà được UNESCO công nhận, nó thu hút hàng triệu khách du lịch hàng năm.
Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là, nhớ dịch tiếp cho cô cái phần này này, từ những cái núi, đúng không ạ, từ những cái núi đá vôi tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long trở tới cái khu phố cổ Hội An đấy nhá, Việt Nam đã offer, Việt Nam đã làm sao đấy ạ, ở Việt Nam đã mang đến những cái range, cô có từ diversity range, nhớ, đa dạng về experience trải nghiệm. Vậy là Việt Nam đã mang đến những cái trải nghiệm đa dạng, nhớ, và chính phủ, và đây chính là cái điều mà chính phủ đang cố gắng để mà làm sao đấy, để mà gìn giữ những cái di sản đáng tự hào này trong khi phát triển kinh tế. Vậy bạn sẽ thấy rằng là đọc cái chỗ đó thì mình sẽ thấy rằng là ý B là cái ngành du lịch của Việt Nam chủ yếu nhờ chú trọng vào cái vẻ đẹp thiên nhiên, thì bạn sẽ thấy rằng là nếu như vậy thì có đúng không đấy nhá. Nhờ xét cho cô xem là vậy thì như vậy thì cái anh ý B của chúng ta có đúng không, không đúng ạ, đấy nhá. Rồi tiếp này, ý C của chúng ta dịch là chính phủ Việt Nam đúng không ạ, cam kết là bảo tồn cái di sản nhờ, văn hóa. Vậy xem cho cô nhá, ở trong cái câu này của chúng ta, cô có một cái cấu trúc, bạn lưu ý cái cấu trúc này cho cô này, trợ với cái cấu trúc là be committed to something, doing something, cam kết làm gì, đó đúng không ạ? Vậy dịch là chính phủ Việt Nam cam kết bảo tồn di sản văn hóa của mình. Vậy em sẽ xem cho cô như sau. Ở cái câu chỗ này lúc cô trai dịch qua rồi, dịch là và chính phủ, đúng không ạ, cũng đang cố gắng để mà gìn giữ, cô có từ keep là gìn giữ những cái di sản đáng tự hào này trong khi phát triển kinh tế. Vậy thì căn cứ bằng phần thông tin đó thì cô sẽ thấy rằng là ý C của chúng ta là cái thông tin mà được đoạn văn này hỗ trợ. Rồi thế còn ý D tại sao mình không chọn? Nhờ ý D của cô là cái sự phát triển, ý D của cô là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhờ đã là sao đây ạ? Nhờ đã được thúc đẩy bởi cái đầu tư nước ngoài. Rồi em sẽ xem cho cô xem này, ở trong này của chúng ta người ta có đề cập tới đầu tư nước ngoài. Cho em nhìn thấy có từ investment đây đúng không ạ? Nhưng bạn sẽ thấy rằng là cái sự chuyển dịch đã dẫn tới cái sự phát triển kinh tế mau lẹ mà thu hút đầu tư nước ngoài. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây mình sẽ hiểu rằng là kinh tế Việt Nam tăng trưởng rồi mới thu hút nguồn đầu tư, chứ không phải là sự phát triển kinh tế của Việt Nam là do cái sự phát triển của đầu tư nước ngoài. Đấy nhá. Không phải là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được thúc đẩy bởi đầu tư nước ngoài. Đây là cái anh ý D của chúng ta không phải. Bây giờ sẽ làm cho câu với câu số 14. Câu 14, câu này dễ này. Với câu số 14, đây là dạng câu hỏi tìm mối liên hệ. Người ta hỏi em cái từ is ở trong đoạn văn này ám chỉ cái gì? Nhờ xem cho cô xem này. Với cái từ is ở trong đoạn văn cuối, nhờ đây rồi, đúng không? Xem là ám chỉ cái gì. Vậy thì bây giờ em sẽ phải đọc cho cô cái phần thông tin có chứa cái từ đó, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ dịch cho cô đoạn cuối. Vậy thì em sẽ thấy rằng là khi mà em trả lời các câu hỏi thì em sẽ phải dịch nội dung trong bài, và như vậy thì trả lời hết các câu hỏi thì em sẽ hiểu nội dung toàn bài rồi. Nhớ cô có từ sau này. Với từ in essence nghĩa là về bản chất. Và cô có từ journey nghĩa là hành trình. Là gì cả? Về bản chất thì hành trình của Việt Nam nhờ từ của quá khứ bị chiến tranh tàn phá tới cái hiện tại hưng thịnh này, đúng không ạ? Đã làm gì đấy? Đã làm thể hiện rõ cái determination, cái quyết tâm, đúng không ạ? Và cái khả năng thích ứng của mình. Của mình là gì? Là của Việt Nam, đúng không ạ? Đất nước này tiếp tục làm sao đấy ạ? Gì cả? Đất nước này tiếp tục phát triển, giữ vững lịch sử của mình, đồng thời phấn đấu để đạt được sự tiến bộ trên trường quốc tế. Vậy thì bạn sẽ thấy cho cô như sau này. Gì cả? Về bản chất thì cái hành trình của Việt Nam từ quá khứ bị chiến tranh tàn phá tới cái hiện tại hưng thịnh như này đã làm nổi rõ cái quyết tâm và khả năng thích ứng của nó. Của nó đây chính là của Việt Nam. Vậy thì cô sẽ dễ dàng chọn được đáp án của câu số 14 của chúng ta là ý C. Sau câu số 14 chuyện cô sang với câu số 15. Với cái câu số 15 người ta hỏi là điều gì có thể được infer. Nhớ cho cô là với cái câu này có thể được hiểu là cái câu khó nhất của bài nhớ. Kể cả với các anh chị lớp 12 cái câu này cũng là câu khó nhất này. Nhớ cô có từ sau. Với từ infer, động từ này của chúng ta có nghĩa là suy ra, rút ra. Vậy thì với câu số 15 người ta hỏi là từ đoạn văn này có thể suy ra rằng, phải có nghĩa là cái phần thông tin nó sẽ không có trực tiếp ở trong đoạn văn mà em phải hiểu đoạn văn này suy ra. Để tôi thấy rằng là đến giờ phút này thì em đã đọc dịch hết cả bài rồi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ em sẽ xét cho cô từng phương án lên xem là cái phương án nào có thể được suy ra từ bài nhé. Cô có ý A. Chú ý A ở câu với từ tradition nghĩa là truyền thống. Nhờ về dịch là truyền thống xa xưa của Việt Nam. Cô có từ ancient nghĩa là cổ đại xa xưa. Vậy dịch là truyền thống xa xưa của Việt Nam đã được thay thế bằng những cái tiến bộ hiện tại. Nhờ truyền thống xa xưa của Việt Nam đã được thay thế bằng những cái tiến bộ hiện đại. Thế sẽ thấy xem này, ở trong này của chúng ta thì bạn sẽ thấy rằng là chính phủ vẫn cố gắng gìn giữ những cái di sản đấy, đúng không ạ? Và trong cái quá trình phát triển, vẫn gìn giữ chứ không phải là thay đổi hoàn toàn.
đúng không ạ? Nên là với cái câu này của chúng ta, ý A của mình không đúng, nên cô sẽ không chọn. Rồi, tiếp lại ý B của cô là du lịch ở Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vào những cái thành phố hiện đại. Thì bạn sẽ thấy xem này, ở trong này của chúng ta mà thấy rằng là du lịch, đúng không ạ, gồm có cả từ những cái di sản văn hóa được thế, được UNESCO công nhận, đúng không ạ, tới những cái núi đá vôi của Vịnh Hạ Long, tới những phố cổ Hội An. Thì bạn sẽ thấy rằng là cái đấy nó không phải là của thành phố hiện đại. Vậy thì cái anh ý B của chúng ta không đúng. Tiếp này, ý C của chúng ta là sao? Ý C cô với cái từ sau, chúng ta gặp rất là nhiều cái từ này ở trong bài rồi. Nên là bạn nhớ cho cô là chúng ta có thể học từ vựng bằng cách lặp từ. Trong bài mình gặp rất nhiều từ này. Đó là từ economy, nghĩa là kinh tế. Đúng không ạ? Trong bài của chúng ta còn một cái từ mà nó biến đổi từ cái từ này ra. Đó là tính từ của từ economy. Đó là từ sau. Đó là từ economic. Economic. Từ này cô nghĩ là thuộc về kinh tế. Phải dịch là kinh tế của Việt Nam. Chợ vẫn đang khắc phục dần dần, đúng không ạ? Đang bình phục dần dần, đang hồi phục dần dần từ chiến tranh Việt Nam. Phải dịch là kinh tế Việt Nam vẫn đang dần hồi phục sau chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà bạn sẽ thấy rằng là ở trong này của chúng ta thì bạn sẽ thấy rằng là bài văn này người ta không hề nói về cái sự bình phục dần dần. Chợ mà nó cái sự chuyển mình mạnh mẽ. Đấy, đúng không ạ? Bạn đọc cả bài bạn sẽ thấy như vậy. Chứ không phải là cái sự dịch chuyển dần dần. Nên là cái anh ý C của chúng ta không phải. Rồi ý D của chúng ta là sao? Dịch là mặc dù phát triển nhanh chóng nhưng mà Việt Nam vẫn, đúng không ạ, tự hào giữ được cái bản sắc của nó. Vậy thì em sẽ xem cho cô ở trong cái phần tu đi đoạn văn cuối này. Nói dịch là về mặt bản chất thì hành trình Việt Nam từ cái quá khứ bị chiến tranh tàn phá đến cái hiện tại thịnh vượng này đã làm nổi bật rõ cái sự quyết tâm và khả năng thích ứng của Việt Nam. Dân tộc này, đúng không ạ, tiếp tục làm sao phát triển, giữ vững cái lịch sử của mình này, trong khi mà làm sao đấy phấn đấu để đạt được cái sự tiến bộ trên trường quốc tế. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là như vậy thì có nghĩa là mặc dù phát triển nhanh thật đấy nhưng mà Việt Nam vẫn tự hào là gìn giữ được cái bản sắc của mình. Vậy thì anh ý D của chúng ta là cái được suy ra từ bài nhé. Bây giờ sẽ quay lại cho cô với cái câu số 11. Vậy thì rốt cuộc là tiêu đề phù hợp cho đoạn văn này là gì? Xét cho cô xem này. Với cái anh ý A của chúng ta cứ có từ journey nghĩa là chuyến đi, đúng không ạ? Cứ có từ remarkable nghĩa là đáng kể, nhớ. Nhớ về dịch là từ của chúng ta nghĩa là đáng kể, đáng nhớ. Về dịch là hành trình nổi bật của Việt Nam. Nhớ, vậy thì đây nó sẽ có từ remark với từ remarkable journey. Rồi tiếp còn ý B cô với từ economic transformation nghĩa là sự chuyển dịch kinh tế, sự chuyển đổi kinh tế. Thì bạn sẽ thấy rằng là ở trong này người ta có đề cập đến sự chuyển đổi kinh tế nhưng mà nó chỉ là một phần của bài thôi. Chứ còn cả bài này của chúng ta thì không phải nói về mỗi chuyển đổi kinh tế đâu. Đúng không ạ? Còn kể về cả du lịch rồi cả văn hóa nữa mà. Ý B của cô không phải. Nhá, ý C của cô với từ cultural heritage là di sản văn hóa. Di sản văn hóa cũng chỉ là một phần trong bài thôi. Nhá, ý D của chúng ta là tourism industry. Ngành du lịch của Việt Nam cũng chỉ là một phần trong bài thôi. Vậy thì với cơ số 11 này cô chọn được ý A, đó là hành trình đáng nhớ của Việt Nam. Hành trình đáng nhớ đấy, đúng không ạ? Hành trình nổi bật của Việt Nam là từ trong cái quá khứ bị chiến tranh toàn phá, đúng không ạ, chuyển đổi để phát triển thành cái sự hưng thịnh như hiện nay. Đấy nhá. Là với câu 11 cô chọn được câu đấy là ý A. Rồi, em sẽ quay cho cô sang đến với những cái dạng bài tiếp theo này. Nhờ chúng ta đã dành mất 23 phút cho cái phần bài đọc rồi. Vậy đằng sau chúng ta sẽ phải chữa nhanh thì mới kịp này. Với cái câu số 16 và câu số 17 là dạng bài tìm từ trái nghĩa. Cách làm dạng bài tìm từ trái nghĩa thì cũng giống như dạng bài tìm từ đồng nghĩa thôi, đúng không ạ? Em sẽ làm như sau này. Nhờ em sẽ phải dùng ngữ cảnh của câu để đoán nghĩa của cái từ hoặc cái cụm từ in đậm cái chân này. Sau đó em sẽ xét nghĩa của các phương án và em chọn cho cô một cái phương án mà nó có nghĩa trái ngược với nghĩa của cái từ cụm từ in đậm cái chân này. Rồi bây giờ em sẽ xét cho cô cái ngữ cảnh của câu này. Nếu như bạn nào không dịch được thì bạn ghép từ và dịch cho cô. Nhờ tra từ ghép từ dịch cho cô. Cô có như sau. Với từ American nghĩa là Mỹ, đúng không ạ? English là tiếng Anh. Và là tiếng Anh Mỹ, đúng không ạ? Thì làm sao so với tiếng Anh Anh? Vậy thì mình sẽ thấy rằng là tiếng Anh Mỹ thì có sự khác biệt đáng kể so với tiếng Anh Anh. Như vậy thì từ cái ngữ cảnh của cái câu này, cô có thể suy ra được cái cụm từ. Với cụm từ be different from nghĩa là khác biệt so với. Vậy thì ngược với từ khác sẽ phải là từ giống, đúng không ạ? Xét cho cô lại với cái anh ý A. Ý A của cô với từ sau. Với từ famous, chúng ta có cái cấu trúc là be famous for, nổi tiếng vì cái gì? Vậy ý A của chúng ta không phải. Trở xét cho cô đến cái anh ý D. Nhớ, ý D, cái cấu trúc này chúng ta cũng gặp rất là nhiều rồi. Nhớ, chúng ta có cái cấu trúc sau này. Với cấu trúc là be interested in something, nhớ, hứng thú với cái gì? Nó sẽ bằng với cái anh là be fonder. Nhớ, bằng với anh là be fonder, bằng với anh là be keener. Nhớ, hứng thú, quan tâm về cái gì? Vậy anh ý D của cô không phải. Rồi, xét cho cô với cái anh ý C.
Thì C của cơ với từ sao? Với từ impressed. Chúng ta có cái cấu trúc là be impressed by something, bị ấn tượng bởi cái gì. Vậy thì ý C của chúng ta cũng không phải. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý B. Ý B với từ sau. Với từ similar, trong cái cấu trúc là be similar to something, tương tự như cái gì. Vậy ngược với từ khác sẽ là tương tự như, giống như. Sau câu số 16, chuyện cô sang với câu số 17. Chuyện với cái câu số 17 là tôi rất là làm sao khi mà tôi nhờ tôi đi làm về tối hôm qua, đến mức mà tôi ngủ rất là nhanh. Chúng ta có cái cấu trúc là so cộng với tính từ cộng với that, đến nỗi mà đằng sau nó cộng với một mệnh đề, phía trước nó là chủ ngữ vâng, đúng không ạ? So cộng với tính từ hoặc trạng từ nhá. Có cái cấu trúc là so cộng với động từ cộng với, rồi chủ ngữ cộng động từ cộng với so cộng tính từ hoặc trạng từ cộng với that cộng mệnh đề, đến nỗi mà nhớ gì là tôi rất là làm sao khi mà tôi đi làm về tối qua đến mức mà tôi ngủ rất là nhanh. Vậy suy ra là tôi rất là mệt, đúng không ạ? Dùng ngữ cảnh của câu, mình có thể đoán được cái từ y đậm gạch chân của chúng ta với từ, với từ tired nghĩa là mệt. Trở về ngược với từ mệt sẽ là từ gì bây giờ? Nghĩa cô có ER với từ exhausted, từ đính của chúng ta nghĩa là kiệt sức. Vậy nếu như đồng nghĩa thì cô sẽ chọn ER. Nhưng ở đây chúng ta cần tìm từ trái nghĩa nên cô sẽ không chọn ER. Rồi ý B của cô thì sao? Ý B với từ sau. Với từ depressed, từ đấy của chúng ta có nghĩa là suy sụp, nghĩa là trầm cảm, nghĩa là chán nản. Vậy đấy các anh ý B của cô không phải. Ý C với từ weak là yếu, không phải. Trở về thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Nhờ ý D với từ sau. Với từ energetic, từ đấy của chúng ta có nghĩa là mạnh mẽ, đầy sinh lực, đầy nhiệt huyết, đầy sinh khí. Vậy thì với câu 17, cô chọn được câu đấy là ý D. Sau chuyển cô sang từ câu 18, 19 và 20. Với câu số 18, 19 và 20, đây là dạng bài về phát hiện lỗi sai. Với dạng bài phát hiện lỗi sai như này, nếu như em không có ý tưởng cái câu đó sai đâu, thì em cứ xét lần lượt cho cô từng phương án một. Nhớ xét cho cô xem là về mặt ngữ pháp nó có sai không, sau đó xét cho cô về mặt ngữ nghĩa. Thì cô sẽ có như sau này. Cô có từ neither, ok. Cô có cái cấu trúc là neither cộng với danh từ 1 cộng với nor cộng với danh từ 2. Động từ của chúng ta chia theo danh từ 2, đúng không ạ? Vậy bạn sẽ thấy rằng là ER của chúng ta với cái từ nó là từ, với từ neither, đằng ý B cô với từ nor, vậy nó là đúng công thức, cả A cả B đều đúng nhá. Thế nhớ cô là động từ của chúng ta sẽ chia theo danh từ 2. Danh từ 2 ở trong cái câu này của chúng ta là cái từ sau này, là từ students. Từ này cô là danh từ số nhiều. Với danh từ số nhiều thì động từ chúng ta phải chia số nhiều. Nên ý C của chúng ta sai, em phải đổi thành were, ok. Cô có cái cấu trúc mở rộng là be aware of something, ý thức về cái gì. Nhớ. Cô có từ change là thay đổi, schedule là lịch trình. Vậy thì với câu này cô sẽ dịch được là cả giáo viên và học sinh đều không biết về cái sự thay đổi của lịch học. Sau câu số 18, vậy câu 18 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ em nhé. Sau câu số 18, chuyện cô sang câu số 19. Trở với cái câu số 19, xét cho cô xem là ER của chúng ta có đúng không? Thì cô có cấu trúc sau. Cô có cấu trúc là focus on something, chú trọng vào cái gì? Về dịch là cái hội thảo này sẽ tập trung vào cái việc làm sao đấy? Cái việc là hướng dẫn người tham gia cái cách để mà cải thiện như cái khả năng nói trước công chúng. Vậy bạn sẽ thấy rằng với cái cấu trúc là focus on, ER của cô không có gì sai cả. Trở dịch là hội thảo nó sẽ tập trung vào cái việc mà hướng dẫn những người tham gia. Trở sau focus on cộng với verb intention của chúng ta không có gì. Nhà participant nghĩa là người tham gia, ý đây không sai. Cách để mà cải thiện cái khả năng nói trước đám đông. Vậy bạn sẽ thấy có từ how là từ để hỏi. Thì em nhớ với cô là với cái từ how là từ để hỏi như này, nếu đằng sau có chủ ngữ thì động từ của nó sẽ chia theo thì của câu, đúng không ạ? Thế còn nếu nó không có chủ ngữ đến thẳng động từ, động từ nó sẽ phải dùng to verb. Thế là ý C của chúng ta sai. Và em sẽ phải sửa lại cái câu này của chúng ta như sau này. Em sẽ sửa cho cô thành từ, thành từ to improve. Ok, to improve. Xong nhé. Xong câu đấy trở cô sang với câu số 20. Cô 20 xem cho cô xem ý A có sai không. Ý A nó thuộc phạm trù kiến thức về đại từ quan hệ. Em sẽ xét cho cô này. Với từ artist, từ đấy của chúng ta có nghĩa là nghệ sĩ. Đằng sau cô có từ painting nghĩa là bức tranh, bức vẽ. Vậy bạn sẽ thấy rằng là phía sau là danh từ, đúng không ạ? Là người nghệ sĩ mà bức tranh của người ta, bức vẽ của người ta. Vậy là mối quan hệ sở hữu. Thì mối quan hệ sở hữu thì bạn sẽ phải dùng đại từ quan hệ là whose. Ok, đúng không ạ? Nên là với câu số 20 của chúng ta sẽ là ý A sai và sai về mệnh đề quan hệ em nhé. Sau câu số 20, chuyển cô sang với câu số 21. Nếu những bạn nào mà đến giờ phút này mà xem cô cho anh chữa bài,
Nhưng mà thấy rằng là mình vẫn rất là mơ hồ với những phạm trù kiến thức mà cô trai nhắc tới này, thì chứng tỏ là cái kiến thức cơ bản của bạn chưa ổn. Nhưng bạn phải có kế hoạch tổng ôn. Bây giờ với giai đoạn này các bạn sẽ phải bước vào luyện giải đề rồi. Chợ với câu số 21 và câu số 22 là dạng kết hợp câu. Với dạng kết hợp câu thì bạn sẽ thấy là bốn đáp án của chúng ta nó có sự thay đổi giữa những từ này. So as to, chợ so that, in order that và in order to. Vậy thì bạn sẽ nhớ tới cái lý thuyết sau. Lý thuyết này trong sách giáo khoa của em có này. Cô có cái cấu trúc là so as to, chợ hoặc là in order to, chợ hoặc là to cộng với vào nguyên dạng để mà làm gì. Nó sẽ bằng với cái anh là so that, ok, hoặc là in order that, đằng sau cộng với một mệnh đề, nghĩa là chủ ngữ verb, nghĩa là để mà. Bây giờ sẽ xét cho cô như sau này. Với cái anh ý a, nếu em dùng là so ought to, thì đằng sau nó phải cộng với verb nguyên dạng cơ, chứ nó không thể cộng với động từ quy thiếu là could như này được. Thì ý a của cô sai mặt ngữ pháp. Nếu sai mặt ngữ pháp thì mình không xét được mặt ngữ nghĩa nữa, đúng không ạ? Rồi thì ý b của cô, nếu em dùng là so that, thì đằng sau nó phải cộng với một mệnh đề, tức là phải có chủ ngữ cơ. Chứ đằng sau em thấy có từ perform, cái này cô là động từ chứ không có chủ ngữ, nên ý b của cô sai. Nhớ tiếp này. Với câu này cô sẽ thấy được ý D với cái anh là in order to be cộng với phân từ 2. Ý C với anh là in order that cộng với một mệnh đề. Vậy em thấy là cả C và D đều đúng với mặt ngữ pháp. Bây giờ sẽ xét cho cô mặt ngữ nghĩa trước. Nhớ xét cho cô mặt ngữ nghĩa để chọn đáp án này. Dịch là anh ta luyện tập chơi piano hàng ngày. Chờ ở trong cái câu này cô cho anh mở rộng cái cấu trúc ra cho em này. Cô có cấu trúc sau. Cô có cái cấu trúc là practice cộng với verb luyện tập làm gì. Nhớ dịch là anh ta tập chơi piano mỗi ngày. Nhớ. Anh ấy có thể thể hiện tự tin trong cái buổi hòa nhạc sắp tới. Vậy xét cho cô ý C nhá. Chợ anh ấy luyện tập piano mỗi ngày để mà anh ta có thể biểu diễn tự tin trong cái buổi hòa nhạc sắp tới. Vậy ý C của chúng ta đúng. Thế tại sao mình không chọn ý D? Ý D là anh ta luyện tập piano mỗi ngày để mà được biểu diễn tự tin. Anh ta biểu diễn chứ không phải là được biểu diễn. Nhờ. Anh ta biểu diễn là chủ động chứ không phải bị động. Vậy ý D của cô sai. Giả dụ ý D mà đúng nhá. Thì nó phải là in order to perform. Cái chỗ be performed. Nhớ, em sẽ phải đổi cho cô về dạng verb nguyên dạng thì ý D của cô mới đúng được. Em phải đổi thành từ sau. Đổi thành từ performed. Nhớ, đổi thành từ performed như này thì mới đúng. Ok. Rồi, với cái câu số 22. Chợ với cái câu số 22 thì em sẽ nhìn cho cô như sau. Cô có từ which. Ok, which và where. Vậy thì câu này sẽ là câu kiểm tra kiến thức về phần đại từ quan hệ. Chợ cái phạm trù này tối qua nhóm tổng ôn lớp 9 luyện thi vào 10 vừa học xong. Đấy. Đấy nhá. Vậy thì bạn sẽ xem cho cô như sau này. Thứ nhất là em xét cho cô mặt ngữ pháp đã. Xét các phương án trước. Nếu như giả dụ em chọn ý B nhá, thì em sẽ thấy có từ stood. Cái này cô là một động từ này. Giờ động từ chia quá khứ. Hiện tại của nó là từ stand. Giờ đằng sau lại có từ was spent. Cũng là một động từ nữa. Mẹ em nhớ là trong một câu chỉ có một động từ được chia thì của câu thôi. Nếu như viết như ý B nó sẽ xảy ra là hai động từ cùng chia thì của câu. Nên ý B của cô sai. Rồi ý D của cô là sao? Đại từ, trạng từ quan hệ where thay thế trạng ngữ chỉ nơi trốn. Vậy nó sẽ đóng vai trò làm trạng ngữ ở câu chứ không làm chủ ngữ ở câu được. Ở phía sau cô có was painted. Anh này cô là động từ nên phía trước cô cần chủ ngữ chứ không phải cần trạng ngữ. Nên ý D của cô sai. Chứ bây giờ cô sẽ còn cái anh ý A hoặc là anh ý C. Giờ ý A với ý C để xem cô này. Cái thành phần lặp lại giữa hai câu này đó là the house. Ok, và it. Vậy thì bạn sẽ thấy được là cách chúng ta kết hợp câu đó là dùng đại từ quan hệ. Cách chúng ta kết hợp câu dùng đại từ quan hệ đó là đặt đại từ quan hệ ngay sau từ mà nó thay thế nhỡ của cái mệnh đề thứ nhất. Rồi chúng ta sẽ viết mệnh đề thứ hai trước. Nhờ đại từ quan hệ mà thay thế từ gì mệnh đề thứ hai thì bỏ từ đi. Sau đó mới quay lại viết mệnh đề thứ nhất. Như vậy thì với câu số 2 của chúng ta, ý A mới đúng. Đó ạ, đấy nhá. Cái ngôi nhà mà được sơn màu xanh đấy, nổi bật trong cái khu phố của chúng tôi. Đó ạ. Sau câu số 22, chuyển cho cô sang với câu số. Cái câu số 22 của bạn, bạn ấy bảo là em chọn ý C theo kiểu là cái ngôi nhà đó nổi bật trong khu phố của tôi được sơn màu xanh. Cũng được mà. Nhưng em nhớ cho cô ấy giỏi, động từ của chúng ta phải chia ở bị động mới đúng. Nghĩa là, nên là ý C cô mà dùng painted là sai. Rồi, cô có với cái câu số 23. Yeah. Với cái câu số 23 tới câu số 34, nó sẽ là cái dạng bài tập chọn nào đúng. Vậy em thấy rằng là đề thi vào 10 của Sở Bắc Linh, đúng không ạ? Nó gần giống với form đề thi chủ quốc gia. Nên là nếu như bạn nào mà có thời gian thì ngoài những cái buổi mà cô chữa luyện thi vào 10 đề ra thì các bạn có thời gian, các bạn có thể luyện cùng với các anh chị lớp 12. Vì cái form đề thi chủ quốc gia với form đề thi vào 10 về cơ bản là nó cũng có những cái dạng bài như vậy, nhớ kiến thức cũng như vậy. Được không ạ? Rồi, và cái đề này là đề cô cho anh mô phỏng chuẩn form như đề thi của Sở Bắc Ninh. Em sẽ thấy rằng là đề thi vào 10 của Sở Bắc Ninh cũng là đề tương đối khó đấy, đúng không ạ? Cô thì cô chỉ thấy có mỗi đề của Sở Thái Nguyên là dễ thôi.
Nhờ trong tất cả những đề thi mà cô Trang đã giải, cô Trang đã từng giải đề thi vào 10 của 25 trở lên, thì cô thấy rằng là có mỗi đề của Sở Tài nguyên là dễ, còn đề của những sở khác cũng tương đối kiến thức sâu, thậm chí còn sâu hơn cả kiến thức của đề thi trung học gia ấy. Nhờ bởi vì trung học gia chúng ta có đề minh họa, chúng ta có một cái form chung để chúng ta luyện. Thế còn cái đề thi vào 10 này gần như nó không có form chung nào cả. Đấy nhá. Ví dụ này, năm nay đề thi của Sở Bắc Ninh là vào form như này, nhưng sang năm nó không nghĩa là nó sẽ vào form như này. Thế nên là các bạn nhớ là bạn nào mà ở Sở Bắc Ninh không phải các bạn chỉ biết luyện mỗi cái đề số 3 trong cái cuốn này, mà các bạn luyện đa dạng những đề khác nhau. Chủ yếu là chúng ta sẽ được va vấp về kiến thức và chúng ta được làm quen với các dạng bài khác nhau. Để sau này là đề của Sở em năm nay vào form đề như nào em cũng có thể làm được nhá. Với cái câu số 23, em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này, thì em thấy rằng đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về so sánh. Ok không ạ? Rồi với cái phạm trù kiến thức về so sánh thì bạn sẽ căn cứ cho cái bằng the more. Để cô có cái cấu trúc như sau này. Cô có cấu trúc là the cộng với tính từ hoặc trạng từ nhờ ở dạng so sánh hơn cộng với chủ ngữ verb. Vậy bên này cô là the cộng với tính từ hoặc trạng từ ở dạng so sánh hơn cộng với chủ ngữ verb. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng bên này cô có the more, thì bên này cô cũng sẽ phải là the. Nên cô sẽ bỏ được anh ý C vì nó không có the, đúng không ạ? The cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Nhờ so sánh hơn thì bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ dùng từ more chứ không dùng từ most. Nên là ý B của cô sai. Giờ bây giờ em sẽ xét cho cô xem là cái phương án ý A thì người ta dùng tính từ, mà phương án ý D người ta dùng trạng từ. Em xét cho cô xem là ở cái chỗ trống này em sẽ cần tính từ hay trạng từ. Thì em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Căn cứ bằng từ become. Giờ chúng ta có cái quy tắc như sau này. Đó là sau become cộng với tính từ. Đấy nhá. Vậy thì cô sẽ dễ dàng chọn được câu số 23. Đáp án của chúng ta sẽ phải là ý A. Nhờ dịch như sau này. Bạn càng nỗ lực, nhờ bạn gì ạ? Bạn càng dành nhiều sự lực vào cái ngôn ngữ, nhờ vào cái việc học một ngôn ngữ mới, dịch là bạn càng nỗ lực vào học một ngôn ngữ mới, đúng không? Thì bạn càng làm sao trở lên thông thạo nó, thành thạo nó. Rồi xong câu số 23, chuyển cô sang câu số 24. Câu số 24 là câu thuộc phạm trù kiến thức về thành ngữ. Chợ đề thì đề hôm trước cô chữ là đề của Sở Nghệ An, đúng không ạ? Đề của Sở Nghệ An có thành ngữ, đề của Bắc Ninh cũng có thành ngữ. Nếu trong hơn 60 tỉnh thành trong cả nước ấy, thì cô sẽ thấy rằng là đề thi của nhờ khoảng là 1 phần 10 trong số đó là có cái phần thành ngữ này. Với thực ra thì cái phần thành ngữ này cũng là cái phần mà có trong cái chương trình học của em. Nhớ, trong cái chương trình này, nếu cô nhớ không nhầm thì ở cái bài số 12 của chương trình sách giáo khoa mới là có cái phần thành ngữ này. Nhớ, nên là bạn nhớ cho cô là dưới cái phần thành ngữ này thì các bạn, thực ra là cái phần thành ngữ của học sinh lớp 9 luyện thi vào 10 nó cũng không phải là quá sâu. Nên là bạn có thể học cái phần thành ngữ này ở trong cái mục mà cái phần cấu trúc trong cái cuốn trọng tâm kiến thức luyện thi vào lớp 10 của cô Trang có hệ thống rồi nhá. Rồi vậy thì với cái câu này bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Nếu với cái câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì đấy ạ? Bây giờ bạn sẽ xét nghĩa của các thành ngữ này. Ý A với cái thành ngữ là over the moon nghĩa là vui sướng. Chứ ý B với cái thành ngữ là once in a blue moon nghĩa là năm thì mười họa. Nhớ, rất là hiếm khi. Rồi, thế còn ý C của cô với là the sky is the limit nghĩa là không có giới hạn nào cả. Điều gì cũng có thể xảy ra. Thế còn D cô với cụm từ of the world nghĩa là tuyệt vời. Không có lời nào để diễn tả cả. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem này. Dịch là ông bà của tôi đến thăm chúng tôi. Chợ vì họ sống xa, nhờ họ sống ở một cái đất nước xa xôi. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cái câu này mình sẽ dùng ngữ cảnh thì mình có thể đoán được là ông bà tôi hiếm khi đến thăm chúng tôi vì họ sống ở một đất nước khác. Vậy thì với câu này cô sẽ cần từ với nghĩa là năm thì mười họa. Thì cô chọn được câu 24 là ý B. Sau câu số 24 chuyển cô sang câu số 25. Câu số 25 là câu thuộc vào chủ kiến thức về phần thì của động từ. Em sẽ xét cho cô cái cấu trúc sau này. Cô có cái cấu trúc là by the nhờ cộng với chủ ngữ cộng với verb chia thì quá khứ đơn, mệnh đề còn lại chủ ngữ cộng với verb chia thì quá khứ hoàn thành. Và cô có cái cấu trúc là by the cộng với chủ ngữ cộng với verb chia thì hiện tại đơn, mệnh đề còn lại chủ ngữ cộng với verb chia thì tương lai hoàn thành. Vậy thì bạn sẽ xem cho cô này, sau từ by the em thấy có từ got là quá khứ. Vậy sau by the chia quá khứ đơn thì mệnh đề còn lại của chúng ta sẽ phải dùng quá khứ hoàn thành. Quá khứ thành thì cô sẽ bỏ ý A với thì hiện đoạn thành, bỏ ý D với bị động của thì quá khứ đơn. Vậy cô sẽ còn ý B là bị động của quá khứ hoàn thành, vậy C là chủ động của quá khứ hoàn thành. Vậy thì bây giờ sẽ xét cho cô xem cái câu này của chúng ta là chủ động hay là bị động. Để dịch nhá. Vào lúc mà cô ấy đến cửa hàng thì tất cả những cái đồ nông sản sạch, đúng không ạ, đã bị bán hết rồi. Vào lúc mà cô ấy đến cửa hàng tất cả những cái sản phẩm tươi sống được bán hết rồi. Vậy thì cái sản phẩm tươi sống phải bị bán hết chứ không tự nó bán được. Vậy cô sẽ cần bị động. Do đó với câu 25 cô chọn được ý B. Chờ chúng ta có cái cụm từ là sold out. Nhớ với cụm từ là be sold out. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là bị bán hết sạch. Sau câu số 25 chuyển cô sang với câu số 26.
Với câu số 26, đây là câu kiểm tra kiến thức về phần từ loại. Vậy sẽ xét cho cô xem chỗ trống em cần từ loại là gì. Dạ, em nhớ cô rồi. Không bao giờ căn cứ bằng từ much more. Bởi vì sao? Bởi vì trong so sánh hơn thì người ta thêm từ much vào trước tính từ so sánh hơn hoặc trước tạo từ trạng từ so sánh hơn để nhấn mạnh. Chứ ở more trong so sánh thôi, vì more có thể đi được với cả tính từ cả trạng từ. Vậy ở đây em sẽ phải căn cứ cho cô bằng cái động từ phía trước. Xét cho cô xem là cái động từ này của chúng ta sẽ cần tính từ hay cần trạng từ. Vậy bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ feel, chúng ta có cái cấu trúc là sau từ feel, động từ tri giác, đúng không ạ? Sau tất cả những động từ tri giác nó sẽ cộng với tính từ. Yeah. Nếu cộng tính từ thì cô sẽ không cho ý C với anh này, cô là trạng từ. Mà trạng từ được cấu tạo bởi tính từ cộng ly tạo thành trạng từ. Vậy thì ý D của chúng ta sẽ là tính từ. Vậy thì với câu 26, cô chọn được câu đấy là ý D. Cứ có từ confident, nghĩa là tự tin. Cứ có từ confidently, nghĩa là một cách tự tin. Yeah. Cứ có ý B với từ confidence, nghĩa là sự tự tin, sự tin tưởng. Thế còn với cái anh ý A, anh này cô có đuôi C là đuôi của danh từ này. Thế còn với cái anh ý A thì sao? Ý A từ này cô đọc như sau. Đọc là confide, từ này nghĩa là thổ lộ tâm tính, dốc bầu tâm sự. Anh này cô là động từ. Yeah. Rồi, xong câu đấy. Với câu số 26, cô dịch câu này như sau. Cô có từ novel, nghĩa là bởi vì. Bởi vì cô ấy đã làm tốt bài thi, nên là cô ấy cảm thấy tự tin hơn nhiều. Sau câu số 26, chuyển cô sang với câu số 27. Với cái câu số 27, đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về thành ngữ. Chợ với câu về thành ngữ thì bạn sẽ thừa nhận cái thành ngữ đó cho cô. Nhớ cô có cái thành ngữ sau này, bạn thừa nhận cái thành ngữ này cho cô, được không ạ? Thực ra là cái câu thành ngữ này là cái câu mà năm ngoái trong cái đề thi vào 10 của Sở Bắc Linh là có thi vào rồi. Để nhớ cô Tranh mô phỏng cái cô ra Tranh dùng lại luôn cái câu cái thành ngữ này luôn này. Nhớ cô có cái thành ngữ là white, nhớ đi với từ lie, nghĩa là lời nói dối vô hại. Chợ cái lời nói dối vô hại là cái lời nói dối mà không để làm tổn mình nói dối để không làm tổn thương đến người khác. Chợ ví dụ như kiểu là có một cái anh rất là tự ti, có một cô rất là tự ti về ngoại hình của cô ấy. Nhờ cô rất là béo, rất là xấu. À, mình nói dối là mình bảo là tớ thấy cậu rất là ổn mà, không có vấn đề gì đâu, tớ thấy cậu xinh mà. Chợ thì đấy là lời nói dối vì thực tế cô rất là xấu. Nhưng cái lời nói dối đấy là lời nói dối vô hại. Chợ không ảnh hưởng tới ai cả, không làm tổn để làm không làm tổn thương người ta. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được câu số 27 là ý B. Nhưng dịch là đôi khi thì lời nói dối vô hại còn tốt hơn là làm tổn thương người khác. Cô có cái cụm từ là hurt one feelings, nghĩa là làm tổn thương ai đó. Sau câu 27, chuyện cô sang với câu số 28. Với câu số 28 là câu thuộc phạm trù kiến thức về liên từ. Nhờ vậy thì bạn sẽ xét cho cô xem là cái thành phần ở phía sau chỗ trống của chúng ta nó sẽ là từ loại, nó sẽ là mệnh đề hay là cụm danh từ. Thì cô có từ sau. Chợ với cái từ, với từ schedule, từ này của chúng ta là lịch trình, nó là danh từ. Đằng trước cô có từ busy là tính từ. Và cô có từ his là tính từ sở hữu. Vậy đây người ta gọi là một cụm danh từ. Nếu là một cụm danh từ thì cô sẽ không chọn ý A. Bởi vì sao? Vì cô có lý thuyết là although cộng với một mệnh đề. Yeah, nó sẽ bằng với cái anh ý C, bằng với anh despair đằng sau cộng với cụm danh từ. Yeah, hoặc là vào bên. Vậy thì cái anh ý A của cô không được. Cô lại có ý B với cái anh là because cộng với một mệnh đề. Nó sẽ bằng với anh ý D, bằng với cái anh là because cộng với cụm danh từ hoặc vào bên. Trở về thì ở đây là một cụm danh từ nên cô sẽ không chọn ý B. Cô có ý C là mặc dù với D là bởi vì. Xét về mặt ngữ pháp thì nó đều phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Bây giờ cô sẽ xét về mặt ngữ nghĩa. Trở cô vừa nói với em là cái danh từ này. Với từ schedule, từ đây của chúng ta nghĩa là lịch trình. Nghĩa là lịch trình bận rộn. Nhớ anh ấy vẫn luôn tìm thời gian để giúp người khác khi cần. Vậy thì với câu này phải dịch là mặc dù lịch trình rất là bận, đúng không ạ? Nhưng anh ta vẫn luôn tìm thời gian để giúp đỡ người khác. Vậy thì với câu số 28 với nghĩa là mặc dù, cô chọn được câu 28 là ý C. Sau câu 28 chuyển cô sang câu số 29. Câu số 29 là câu thuộc phạm trù kiến thức về mạo từ. Vậy bạn thấy ạ, có đây bạn nào mà ở Sở Bắc Ninh đang theo dõi cái chương trình livestream của cô thì bạn sẽ thấy rằng là đề của số em kiến thức rất là rộng, thậm chí còn khó hơn cả trung học phổ thông quốc gia. Để nhá. Với cái câu số 9 chúng ta có cái cụm từ sau. Với cụm từ là at the end of something. Nhớ cô có cụm từ là at the end of something, nghĩa là cuối của cái gì. Chợ theo cái cụm từ là at the end of something thì cô sẽ thấy được ở chỗ này cô phải điền là the. Đúng ạ. Rồi, thế còn ở phía đằng sau thì bạn sẽ nhìn thấy có mặt của cái danh từ sau. Với từ library, từ này nghĩa là thư viện. Chúng ta có quy tắc là sử dụng mạo từ the trước địa điểm công cộng, thư viện tính bằng địa điểm công cộng. Như vậy thì cô sẽ chọn được câu 29 là ý C. Nhớ dịch là bảo tàng này nằm ở cuối đường gần thư viện. Nhờ xong câu số 29 chuyển sang câu 30. Nhờ với câu 10 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần cụm động từ. Cô có ý A với cụm từ go on, nghĩa là tiếp tục. Chợ cô có cụm từ turn down, nghĩa là từ chối hoặc vặn nhỏ. Cô có ý C với cụm từ give up là từ bỏ. Vậy D với cụm từ deal with, nghĩa là giải quyết, xử lý.
Thì với câu hỏi dịch là họ cần phải làm sao nhỉ? Nhớ, bởi vì nó làm phiền hàng xóm. Vậy cô sẽ chọn đáp án ý B. Nhớ, họ phải vặn nhỏ nhạc. Dạ, bởi vì nó làm phiền hàng xóm. Dạ, cô nhắc lại nghĩa các cụm từ này. Ý A với cụm từ go on nghĩa là tiếp tục. Ý B với cụm từ turn down nghĩa là từ chối hoặc là vặn nhỏ âm lượng. Ý C với cụm từ give up là từ bỏ. Và deal with nghĩa là giải quyết xử lý. Ở với câu số 31, đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về hỏi đuôi. Bạn sẽ căn cứ cho cái bảng từ had to. Đó, có rất là nhiều bạn cứ nhìn thấy có từ had thì nghĩ dùng thì hoàn thành. Nên bên này bạn sẽ dùng từ had. Nhưng em nhớ là khi nào nó phải là had cộng với verb phân từ hai thì hỏi đuôi em mới dùng là had. Thế còn đây cô là had to, nó là quá khứ của have to. Vậy thì vì nó là quá khứ thì chỗ này cô sẽ sử dụng trợ từ là didn't. Đúng không ạ? Bên này khẳng định thì bên kia phủ định. Vậy thì với câu số 31, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Dịch là cô ấy phải chuẩn bị rất là nhiều cho cuộc họp có phải không? Nhờ sau câu số 31, chuyển cô sang với câu số 32. Với cái câu số 32, em sẽ căn cứ cho cô bằng trạng thời gian, nó là từ right now. Nhờ cô có từ now là bây giờ, với từ right ở phía trước, với từ right now nghĩa là ngay bây giờ. Vậy thì đây sẽ là trạng từ thời gian, đây là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn. Đó không ạ? Rồi lại có by many students, bởi rất nhiều học sinh, vậy là có by cộng tân ngữ sẽ tạo thành bị động. Bị động của hiện tại tiếp diễn có công thức là chủ ngữ cộng với er, nhớ, cộng với being, chờ cộng với verb phân từ hai. Như vậy thì cô dễ dàng chọn được câu số 32, đáp án của chúng ta là ý A. Giao dịch là hiện tại thì cái cuốn sách đang được nhiều học sinh đọc ở thư viện. Xong câu số 32, chuyển cô sang câu số 33. Trở với cái câu số 33, đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng. Nhờ cô có ra về từ step nghĩa là bước. Nhờ các bước tức là một trong một loạt những việc được thực hiện theo tiến trình. Nhớ. Thế còn ý B với từ action là hành động. Ý C với từ plan là kế hoạch. Với D với từ measure nghĩa là biện pháp. Thì với câu này em sẽ dịch cho cô là gì cả? Chính quyền địa phương đang làm sao, đang đưa ra những cái gì đó để mà bảo tồn những cái địa danh lịch sử. Vậy dịch là chính quyền địa phương đang cùng nhau đưa ra những cái biện pháp để bảo tồn. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ không dùng từ step với nghĩa là bước, không dùng từ action với nghĩa là hành động, không dùng từ plan với nghĩa là kế hoạch, mà là những biện pháp để bảo tồn thì phải có những biện pháp gì. Vậy cô sẽ chọn được đáp án câu đấy là ý D. Nhận xong 33, chuyển cô sang câu số 34. Với cái câu số 34, câu này sẽ là cấu trúc của từ suggest. Chúng ta có cái cấu trúc sau này. Cô có cái cấu trúc là suggest cộng với verbing, gợi ý đề xuất ai đó cùng làm gì với mình. Cô lại có cái cấu trúc là suggest cộng với that. Ok, cộng với chủ ngữ, cộng với should, chờ, cộng với verb nguyên dạng, nghĩa là gợi ý đề xuất cho ai đó làm gì. Vậy theo cấu trúc như vậy thì 34, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý B. Cứ có từ manager nghĩa là người quản lý. Nhờ, người quản lý đề nghị rằng là cả nhóm nhờ, cùng chung tay vào để giải quyết cái vấn đề đó. Nhờ, với câu số 35 và câu số 36 là dạng bài về trọng âm. Chờ, với cái dạng bài về trọng âm như này thì bạn sẽ nhìn này. Chờ, nó cũng chuẩn như form đề minh họa, nó chuẩn như form đề trung học quốc gia. Cũng sẽ có một câu trọng âm đối với từ hai âm tiết và câu trọng âm đối với từ ba âm tiết trở lên. Thì với cái câu trọng âm đối với từ hai âm tiết, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trọng âm theo phiên âm. Trọng âm theo phiên âm là như thế nào? Bây giờ sẽ đọc cho cô từ đó trước nhé. Cô có ý A. Từ đọc là explain. Nhờ, đọc là explain thì cô có x là y mà explain là a. A là ghép của e với y vào với nhau. Vậy e với y, e là nguyên âm và y cũng là nguyên âm. Vậy ei nó sẽ tạo thành nguyên âm đôi. Thì trong cái quy tắc trọng âm theo phiên âm này, nó có quy tắc là trọng âm thường rơi vào nguyên âm đôi. Như vậy thì với cái từ, với từ explain, trọng âm sẽ rơi vào plain âm tiết thứ hai của từ. Rồi, xét cho cô đến với cái anh ý B. Cho ý B từ này cô đọc như sau. Đọc là supply, thì cô có sub là ơ. Yeah, mình có quy tắc như này này. Đó là trọng âm không bao giờ rơi, trọng âm không bao giờ rơi vào âm ơ. Đấy nhá, từ này của cô đọc lại này. Đọc là supply, cô có apply là I. I là ghép của A với Y vào với nhau. A là nguyên âm và Y cũng là nguyên âm, vậy nó thành nguyên âm đôi. Vậy trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi. Đúng không ạ? Đây. Chờ, trọng âm không rơi vào âm ơ, nhưng mà trọng âm lại rơi vào nguyên âm đôi. Vậy nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai của từ. Rồi nhá. Cô có với cái anh ý C và anh ý D, cô đọc anh ý D này. Ý D của cô tới đọc như sau. Đọc là borrow. Thế cô có là borrow là O. Đúng không? Borrow. Row là O. Chúng ta có cái quy tắc như sau là trọng âm không bao giờ rơi vào âm ơ hoặc là âm O. Vậy thì trong cái từ sau, trong cái từ borrow, trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Do đó với câu 35, cô chọn được câu đấy là ý D. Sau 35, chuyển cô sang câu 36. Đây là trọng âm đối với từ 3 âm tiết. Cô có thể áp dụng ý A theo quy tắc của đuôi E, O, O, S. Em xem cho cô này. Đây sẽ là áp dụng trọng âm đối với hậu tố và đuôi nhá. Em nhìn này. Đuôi E, O, U, S. Đây rồi, đúng không ạ? Là cái hậu tố hoặc đuôi làm trọng âm rơi vào trước âm đó. Vậy có nghĩa là
cứ có cái đuôi đó thì trọng âm sẽ rơi vào trước âm đó. Vậy thì cô có từ này cô đọc như sau. Đọc là delicious. Đọc là delicious. Vậy rồi trước âm đó sẽ rời đi âm tiết thứ hai của từ. Trợ ý B của chúng ta với đuôi ATE, chúng ta có cái quy tắc như sau. Là đuôi ATE đây đúng không ạ? Chúng ta có quy tắc là hậu tố, đuôi ATE là cái mục mà hậu tố hoặc đuôi làm cho âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên. Vậy cô có từ đọc như sau. Đọc là decorate, dịch ba âm lên, D là một âm này, curl là rate là âm thứ ba. Decorate cho âm rơi âm tiết đầu nhá. Rồi bây giờ cô còn C vào đây thì cô xác định anh ý D sẽ hơn. Ý D của cô có đuôi y dài. Xem cho cô xem này, đuôi y dài thì sao? Đấy. Đuôi dài là cái mục mà hậu tố hoặc đuôi làm cho âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên nhá. Vậy xét cho cô xem là với cái đuôi y dài này, chúng ta sẽ đọc chi âm cho cô này. Tôi đọc là luxury. Chợ lắc là một âm, show là âm thứ hai và re là âm thứ ba. Dịch ba âm đã rơi âm tiết đầu. Sau đó với câu 36, cô chọn được câu đấy của chúng ta là IA. Dạ, xong câu 36, chuyển cô sang tới câu 37 và 38. Dạ, với câu số 37 và câu số 38 là câu về tình huống giao tiếp. Với cái câu về tình huống giao tiếp như này, chúng ta sẽ xét tình huống này. Tình huống là Linda và giáo viên của cô ấy đang nói chuyện về cái kỳ thi giữa kỳ. Dạ, giáo viên của Linda bảo là em đã làm rất tốt trong cái bài thi giữa kỳ. Nhờ, cố gắng như vậy em nhé, cứ cố gắng nhé. Nhờ, dịch là phát huy em nhé, keep going. Nhờ, dịch là em đã làm rất tốt trong bài kiểm tra giữa kỳ, cứ phát huy nhé. Vậy đây là một lời khen, đáp lại lời khen sẽ là gì? Chợ ý à, yeah sure. Nhờ, vâng chắc chắn rồi. Nhờ, vậy thì ý à, không phải là đáp lại lời khen. Chợ tiếp này cô có ý C, you can say that again. Nhờ, với anh you can say that again, em đồng ý. Nhờ, vậy thì nếu như mà đưa ra quan điểm cơ thì em mới đồng ý. Nên ý C của cô không phải. Chợ ý D của cô là yes, vâng, why not, tại sao không? Vậy thì ý D của chúng ta không phải. Do đó với câu 37 cô chọn được ý B. Nhờ, ý B là cảm ơn lời khen của cô. Chúng ta có cái cấu trúc là thank summary for the compliment. Cảm ơn lời khen của bạn. Với câu số 38, tình huống trong cái câu này, xét cho cô tình huống trong cái câu này. Chợ tình huống trong câu này là Doris nói chuyện về Emily. Chợ Doris đã đưa Emily tới station, tới nhà ga. Chợ Emily bảo là cảm ơn vì đã cho tớ đi nhờ tới nhà ga. Chúng ta có cái cấu trúc là thank somebody for doing something, cảm ơn ai vì đã làm gì. Cô lại có cái cấu trúc là give somebody a ride. Chợ to something nghĩa là cho ai đó đi nhờ tới đâu nhớ. Cô viết cấu trúc ra đây này. Tôi có cấu trúc là give somebody a ride. Ok, ngoài cái từ là ride nó còn dùng một cái từ nữa cơ. Nhận đó chính là từ với từ lift. Ok, to something cho ai đó đi nhờ tới đâu. Vậy dịch là cảm ơn vì đã cho tớ đi nhờ tới nhà ga. Vậy đáp lại lời cảm ơn em sẽ đáp lại như nào? Chợ chúng ta sẽ có ý D, yes, ok. Nhờ, vâng, ok thôi. Vậy đây không phải. Chợ ý B của cô với từ never mind. Nghĩa là không sao đâu rồi đáp lại một lời xin lỗi. Vậy đấy các anh ý B của chúng ta không phù hợp. Nhờ. Thế này ý C của chúng ta nghĩa là không thành vấn đề, không phải. Vậy cô sẽ chọn ý A, you're welcome, không có gì rồi đáp lại lời cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ đến với câu số 39 và câu số 40. Cô trai sẽ cố gắng chữa câu số 45 rồi em nghỉ nhá. Chợ với câu số 39 và câu số 40 là dạng bài tìm từ đồng nghĩa. Với thôi mà cái phần 39-40 là cái phần tìm từ đồng nghĩa này thì nó là phần từ vựng thôi thì các bạn có thể là tham khảo lời giải chi tiết. Nhớ nên là cô bây giờ cô sẽ chữa câu số 41, 42 và 43. Chợ câu 41, câu 42 và câu 43 nó sẽ là dạng về câu đồng nghĩa. Với dạng câu đồng nghĩa này em xem này. Với câu 41, 4 đáp án của chúng ta đều có từ if. Vậy nó sẽ là câu điều kiện. Em xét cho cô ấy động từ trong ngữ của cô đang chỉ ở hiện tại. Vậy nếu dùng điều kiện em sẽ dùng điều kiện lại 2. Điều kiện lại 2 có công thức là if cộng với chủ ngữ cộng với verb chỉ thì quá khứ đơn. Nhờ, mệnh đề còn lại là chủ ngữ cộng với old. Ok, hoặc là could cộng với verb nguyên dạng. Vậy thì bạn sẽ xem cho cô xem này. Anh ý A của chúng ta dùng had là thì quá khứ hoàn thành. Lên ý A của cô sai. Phải dùng quá khứ đơn thôi, đúng không ạ? Thế ý D của cô mà dùng là have là hiện tại thì ý D của cô sai. Vậy cô sẽ còn cái anh ý C và anh ý B. Chứ mệnh đề if chỉ ở quá khứ đơn, cả B và C là đúng. Nhưng mệnh đề sau của chúng ta phải chơi công thức là old hoặc là could cộng với nguyên dạng. Vậy đến cái anh ý C của chúng ta mà dùng cái là would have có một phần thứ hai là mệnh đề chính của loại 3 thì không đúng. Vậy thì với câu 41 xét về ngữ pháp cô đã chọn được câu 41 đáp án là ý C rồi. Nhờ xong câu số câu 41 cô đã chọn đáp án cô là ý B rồi nhớ. Nhờ câu này dịch là họ không có nhiều kinh nghiệm vì vậy mà họ không thể giải quyết được cái tình huống khó khăn đấy, họ có thể giải quyết tốt cái tình huống khó khăn đấy. Và nếu như họ có nhiều kinh nghiệm hơn thì có thể giải quyết cái tình huống khó khăn đấy tốt hơn. Xong câu số 41 chuyển cô sang với câu số 42. Chợ với cái câu số 42 đây sẽ là phạm trù kiến thức về câu tường thuật. Chợ cái đề này nó y chang như cái form đề thi quốc gia luôn, đúng không ạ? Với câu tường thuật với dạng câu hỏi có từ để hỏi. Chợ nó sẽ dùng từ là ask.
bốn đáp án của chúng ta đều dùng là ask. Rồi sau đó em sẽ dùng là từ để hỏi nhá, cộng với chủ ngữ verb. Thì với từ để hỏi chủ ngữ thì cô sẽ bỏ được anh ý B là verb chủ ngữ, nên ý B sai. Ý C cũng là verb chủ ngữ nên ý C sai. Cô chỉ còn A và D. A và D đều thỏa mãn là từ để hỏi chủ ngữ verb, từ để hỏi chủ ngữ verb này. Nhưng mà nhớ là khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp chúng ta phải lùi thì. Ở đây người ta dùng là are you doing, are you going là thì hiện tại tiếp diễn, đúng không ạ? Thì em phải lùi cho cô về quá khứ tiếp diễn. Nên 42 của chúng ta ý D mới đúng. Sau 42 chuyển cô sang câu số 43. Chờ, câu số 43 của chúng ta sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần nào. Chờ, cô có là it is expected. Nhờ, vậy bạn sẽ thấy như sau. Đây sẽ là phần bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến. Em nhớ cho cô là bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến thì cái phạm trù này có trong chương trình sách giáo khoa của em. Mà những cái gì mà có trong sách giáo khoa này chắc chắn sẽ thi vào. Nên là bạn nhớ là cái phạm trù này các bạn chịu khó nhờ, không được bỏ qua mà cố gắng học chắc cái phần này nhé. Thì bạn nhớ cho cô là trong cái phần chủ động bị động ấy thì các bạn chịu khó là học bị động thông thường và học chắc cho cô cái phần bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến. Công thức của nó này, cô có công thức là chủ động của nó sẽ là S1 cộng với verb 1 cộng với that cộng với S2 verb 2. Giống vào câu này. Chờ S1 cô là people, động từ 1 là expect. Chờ S2 là the new policy, động từ 2 là will bring about. Đấy nhá. Rồi bây giờ có hai cách này. Cách thứ nhất là it cộng với verb 1 chia bị động. Thì cô sẽ ra A và B đều có là it. Verb 1 chia bị động. Chờ xem cho cô xem verb 1 của chúng ta đang ở chia thì gì. Thì verb 1 của chúng ta đang là từ. Nó là từ expect. Động từ này của chúng ta nguyên dạng. Vậy nó thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn, đúng không ạ? Xem cho cô này. Với thì hiện tại đơn mà dạng bị động của nó là chủ ngữ cộng với are cộng với verb phân từ 2. Với đây người ta dùng là expected. Nhờ expected không có gì sai cả. Để nhá. Rồi tiếp này. Đằng sau nó sẽ cộng với that cộng với S2 verb 2. Vậy có nghĩa là em thấy rằng là nếu viết bằng chủ ngữ là it thì đằng sau that em giữ nguyên. Nhớ vậy xét cho cô xem này. Đằng sau nó giữ nguyên, đúng không ạ? Thì bạn sẽ thấy rằng là với câu này của chúng ta thì ý A giữ nguyên, đúng không ạ? Nhưng ý B nó thành là lại đưa về bị động lên ý B của cô sai, ý A của cô đúng. Thế nhá. Thế tại sao mình không chọn ý C đây? Cho ý C thì người ta lại đưa cái từ sau lên này. Nhận người ta đưa cái từ. Người ta đưa là the new policy lên. Vậy là đưa chủ ngữ 2 lên. Vậy thì em sẽ áp dụng cho cô theo cái công thức như sau này. Đó là chủ ngữ 2 cộng với verb 1 chia bị động. Chờ vậy chủ ngữ 2 là the new policy. Policy expected. Đúng không ạ? Rồi đằng sau sẽ cộng với to cộng với verb 2 nguyên dạng. Hoặc to cộng với have cộng với verb 2 chia phân từ 2. To cộng với verb 2 nguyên dạng nếu verb 2 verb 1 cùng thì. To cộng với have cộng verb 2 phân từ 2 nếu verb 2 verb 1 khác thì. Vậy nó sẽ là to cộng với verb nguyên dạng chứ không bao giờ có to will. Nên ý C của cô sai. Nhớ em xem cho cô này. Ở đằng trước của cô là hiện tại, đằng sau của cô là tương lai. Để nhá, em nhớ cho cô là đằng trước là hiện tại, đằng sau tương lai thì cô vẫn dùng to verb chứ không dùng to have verb phân từ 2 được. Vì em hiểu là khi mà em dùng là to have cộng với verb phân từ 2 thì cái hành động này phải xảy ra trước cái hành động này cơ. Chứ ở mấy đây nó sẽ là hiện tại tương lai là chưa xảy ra. Nên em nhớ cho cô là nếu giả dụ ý D mà đúng ý thì em phải đổi chỗ này thành là to bring thì mới đúng. Nhớ đổi thành bring, have brought thành từ bring thì mới đúng. Nên là ý D của cô sai vì thế. Rồi xong câu số 43 chuyển cô sang câu số 44. Chợ với cái câu số 44 và câu số 45 sẽ là câu về phần phát âm. Đấy. Với cái câu về phát âm như này thì cô sẽ thấy được là ý A là kiểm tra phát âm của phụ âm. Em sẽ phải đọc cho cô từ đó lên, chú ý xem phần gạch chân được phát âm là gì. Và em sẽ tìm ra một từ mà có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Thì cô có ý A này. Từ đọc là thành. Hôm nay cô được đọc là thờ. Ok. Rồi, xét cho cô đến với cái anh ý B thì sao? Nhờ từ này của cô đọc như sau. Đọc là with. Cho anh này cũng có thể được đọc là the. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng có thể đọc là with, là thờ. Đấy. Nên là để lại anh lại cho cô. Xét cho cô với cái anh ý C. Nhờ ý C từ đây cô đọc như sau. Đọc là breath, là thở. Nhớ, rồi ý đề cô tứ đọc là think, là thở. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 44 của chúng ta là ý B. Đấy nhá. Với câu số 45 là kiểm tra về cách phát âm của đuôi ED, em viết cho cô 6 chữ cái sau. Rồi, đây là chữ S của cô nhá. Thì cô sẽ thấy được là ý A trước ED là chữ H có trong bộ này không ạ? Có đánh dấu cho cô. Chờ ý B trước ED là chữ M không có. Ý C trước ED là chữ V không có. Ý D trên là chữ V không có. Vậy thì câu số 45, cô dễ dàng chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Chờ cô cho anh có một cái bài đọc điền nữa. Thì thôi, cái bài đọc điền này cô cho anh sẽ quay video cho em. Và cô cho anh sẽ up ở trong cái mục khóa học gắn với cuốn sách này. Các bạn tra ID sách để xem cái phần lời giải chi tiết cũng như phần video trước của cái bài cuối này nhé.
Bạn thân mến, vậy là sau thời gian 1 tiếng, cô Trang đã hỗ trợ em xong đề thi vào 10, mô phỏng theo form đề thi của Sở Bắc Ninh. Giờ tuần này chúng ta còn 2 buổi nữa, các bạn theo dõi theo lịch và các bạn nhớ là trước buổi học cô Trang đã thông báo lịch học rồi, cô Trang đã thông báo bài học rồi đấy, các trước buổi học các bạn chịu khó làm bài đấy thì khi mà các bạn chữa với cô thì các bạn sẽ hiểu hơn, sẽ ngấm hơn em nhé. Bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.